tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây, tôi cũng đem theo với tôi được tiền tài hay danh vọng, tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay rượu nồng, tôi không đem theo với tôi được mộng vàng hay gáo kia, tôi không xin em theo với tôi một nụ cười không nghi ngại, tôi xin em theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp đời, em dâng ta đôi mắt say vào cuộc đời đang bước tới, tương lai vui hay tối thui cũng rồi mai đây. Cảm ơn tất cả thầy để đưa linh cứu của thân hữu chúng tôi đến cõi vĩnh hằng không quản ngại đường xa tìm biệt thân hữu chúng tôi. Giờ gia đình chúng tôi cũng xin kính thưa quý vị hòa thượng Phước Chí và nhà thơ Thanh Thảo văn học nghệ thuật Quảng Ngãi, thanh niên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đại diện là luật sư Dương Đăng Trực, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhà Bích Ngà, ban giám đốc nhà hát Hòa Bình Bến Thành. Ta tôi Việt Nam bên ngoài là người Việt Nam, hãy cố nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây mình sinh tươi lửa thiêng xuôi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời, Việt Nam kêu gọi thương nhau dài lâu, Việt Nam tương lai lửa thiêng xuôi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Đất nước cháy theo với ngọn.
trước khi ra đi thì ông vẫn lúc nào thì đúng hơn, ông cũng mong rằng là nhạc của ông được phổ biến cho tất cả nước Việt Nam. Đó là tôi nghĩ là những việc mà ông là mong muốn nhiều nhất. Tôi được cái hạnh phúc là từ ngày bố tôi về đây năm 2005 cho đến bây giờ là tôi lúc nào cũng ở gần bố tôi hết, lo cho ông, và cho đến khi ông mất tôi cũng ở gần ông. Cái điều đó là điều tôi sung sướng nhất. Tôi nghĩ thôi nha, tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là người nhạc sĩ thì mỗi bài họ đều có cái kỷ niệm riêng và một cái thích thú riêng. Chứ còn cái gì nhất thì tôi không nghĩ là cái gì nhất đâu, cái gì nó cũng giống nhau hết, cái gì nó cũng nhất hết. Tùy cái giai đoạn của một lúc nào đó. Ông cụ muốn chôn cất ở chỗ nào nó yên tĩnh, cây cỏ nhiều. Nhạc sĩ Phạm Duy tên thật là Phạm